Điều chúng mình chưa biết. Tập phim Tự tin lên nào. Ủa, tan học rồi sao không về ngồi đây làm chi vậy? Đi về đi, đi, đi về với tôi. Cậu về trước đi méo, chút nữa tớ sẽ về sau. Ủa sao vậy? Bữa nay cậu không về với tôi nữa hả? Tớ không sao đâu, cậu cứ về trước đi. Nhưng mà sao cậu không về với tôi? À, hay là cậu có bạn mới, không muốn chơi với tôi nữa? Không có đâu Mèo. Chứ sao, nói lẹ đi, mệt quá. Thì cô kêu tớ đi tham gia cuộc thi kể chuyện. Nhưng mà trước giờ tớ nhát lắm, tớ sợ lên sân khấu mọi người sẽ cười tớ mất. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì? Để tôi ra tay giúp đỡ cho. Đi, để theo tôi về nhà tập luyện. Đi, lẹ lên. Đã bạn nhỏ nào trong đây từng tham gia các cuộc thi văn nghệ hoặc các cuộc thi kể chuyện, hay đơn giản chỉ là nói trước đám đông, hãy giơ tay lên. Tụi mình hãy dành tặng cho các bạn ấy một tràng vỗ tay nha. Bởi vì không phải ai cũng có khả năng tự tin thể hiện bản thân như mình đâu. Vậy thì vì sao ngoài các bạn ấy ra vẫn có những bạn nhỏ nhút nhát, thậm chí không dám thể hiện ý kiến riêng của mình vậy ta? Có nhiều lý do, nhưng lý do chính là do các bạn ấy thiếu sự tự tin đó. Vậy sự tự tin là gì? Sự tự tin có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng vào bản thân và biết được những điểm mạnh của mình đó. Người lớn và trẻ em tụi mình đều có được sự tự tin nhất định. Trong quá trình phát triển sự tự tin hình thành từ lúc tụi mình mới sinh ra và tiếp tục diễn ra trong suốt một cuộc đời. Bố mẹ khởi đầu bằng việc yêu thương tụi mình, nhưng khi tụi mình bắt đầu trưởng thành, sự khuyến khích lòng tự tin cũng trở nên khác biệt hơn. Rồi, bây giờ bắt đầu nè, cậu kể cho tôi nghe thử đi. Nhưng mà có một mình cậu thì đâu có giống ở hội thi đâu. Trời ơi, đợi tôi xíu. Ta-da! Trân trọng giới thiệu với cậu, đây là các bạn gấu bông yêu thích của tôi. Được rồi, ngày sữa ngày xưa. Rồi sao nữa, kể lẹ đi. Tớ rùng quá quên hết câu chuyện rồi. Nè, cậu thiệt là nhút nhát. Tớ nhớ rồi, để tớ kể. Ngày sữa ngày xưa có một nàng công chúa, cô ấy có râu. Dạ. Câu chuyện mắc cười quá vậy. Công chúa sao có râu? Tớ rung quá nên nhớ lộn. Đừng có chọc quê tớ nữa mà Mèo. Ok, kể lại đi. Ngày sữa ngày xưa có một chàng hoàng tử, tóc dài thắt bím, yêu một nàng công chúa bị trọc đầu. Rồi nè, kể chuyện vậy mà cũng đòi đi thi nữa hả vậy? Cậu nên đi thi kể chuyện cười thì hợp hơn đó. Tôi cười muốn bể bụng luôn nè. Vậy mà cậu nói là giúp tớ, giúp gì mà toàn cười nhạo tớ không? Cậu nên mà quên chuyện kể chuyện đi, mất thời gian quá. Mèo, tự tin giúp tụi mình thể hiện đúng khả năng. Các bạn biết không, đôi khi tụi mình đã có đủ kiến thức và khả năng, nhưng khi được gọi lên bảng giải bài tập hoặc phải trả bài trước lớp thì tự dưng tụi mình trở nên bối rối và quên cách giải hết, đúng không? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu trong suốt tiết học các bạn không dám nhìn vào mắt thầy cô mà chỉ cúi mặt xuống, ngồi không tự nhiên, vững vàng, phát biểu cũng không rõ ràng dứt khoát. Như vậy chỉ có sự tự tin mới có thể giúp chúng mình thay đổi những điểm yếu vừa kể trên á. Nếu các bạn tự tin thì các bạn sẽ làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc cho mọi người một cách thoải mái, và ai cũng dễ dàng nhận ra được năng lượng tích cực
và sự thân thiện của các bạn. Tuy nhiên, nếu các bạn không tự tin, luôn khép kín thì sẽ ít người hiểu được và bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái trước mọi người đâu. Khi tự tin, tụi mình sẽ luôn biết cách đặt ra mục tiêu cho mình và đạt được mục tiêu đó. Ví dụ như là đạt học sinh giỏi cuối kỳ hoặc được giải một môn thể thao nào đó. Ngược lại, nếu các bạn không tin vào bản thân thì sẽ chẳng bao giờ dám đặt ra mục tiêu cho mình. Nếu có đặt ra thì sự thất bại đã luôn mặc định trong suy nghĩ của các bạn thì đã ngăn cản tụi mình dẫn đến thành công rồi. Thật là tiếc có đúng không? Ê dài, tôi biết rồi, tôi sẽ lên múa minh họa trong lúc cậu kể chuyện. Nhưng mà kể chuyện đâu có cần ai múa đâu mèo. Thì làm như vậy cho nó đặc sắc. Nếu không được giải nhất kể chuyện thì biết đâu sẽ được giải nhất vì tôi múa đẹp thì sao. Hả? Có được không vậy mèo? Tớ sợ mọi người sẽ cười tiết mục của tớ đó. Không ai cười đâu, tôi sẽ đánh nó đó. Nhưng mà nếu có cậu lên sân khấu chung, tớ sẽ bớt xấu hổ đó mèo. Tất nhiên rồi, đứng với một người xinh đẹp như tôi. Ê, nhưng mà cái xe của tôi là 10 cây kem và 20 cái bánh hamburger. Hả? Nhiều dữ vậy hả? Tớ làm gì mà có tiền. Ê, vậy thì cậu phải làm bài tập về nhà cho tôi mãi mà. Hả? Cậu xấu tính quá đi, lợi dụng bắt nạt tớ không à. Ê, tôi giúp cậu, cậu còn nói tôi vậy nữa hả? Thôi được rồi, cậu giúp tớ đi. Còn bao nhiêu kẹo tớ sẽ mang lên cho cậu hết. À, vậy cũng tạm được. Nào, hãy cùng nhau khắc phục điểm yếu này thôi. Dễ lắm. Các bạn hãy khám phá những ưu điểm của bản thân. Nghĩ xem mình có những ưu điểm gì nào. Ví dụ, sở trường của các bạn là gì? Chúng ta đã làm được việc gì có ích cho xã hội? Những việc nhỏ chẳng hạn như là giúp đỡ người già sang đường, biết phụ giúp bố mẹ, ông bà, hoặc lễ phép với thầy cô chẳng hạn. Đó là những ưu điểm đáng để tự tin vào bản thân mình đó. Chọn cho mình một mẫu người thành công trong những người bạn đã quen biết hoặc những người mà bạn chỉ được biết trên sách báo. Hãy tìm cho mình một người mà bạn cảm thấy hâm mộ, kính phục, hy vọng mình cũng được giống người ấy. Coi người ấy là hình mẫu để mình học tập theo cũng là một cách đó nha. Thử thách năng lực bản thân bằng cách mỗi ngày tìm ra 3 việc mà bạn cảm thấy mình đã thành công. Không nên coi thành công phải là một việc gì đó thật trọng đại quá đâu. Thành công chỉ đơn giản là hôm nay tụi mình đã giơ tay phát biểu trong tiết học nè, hay là đã hoàn thành hết những bài tập thầy cô giao luôn. Biết mình sẽ làm việc đó thật tốt cũng có nghĩa là bạn đã tự khẳng định năng lực của bản thân rồi. Và khi đó, tụi mình sẽ cảm thấy tinh thần được phấn chấn hơn. Và sau đây là phần thi kể chuyện cô bé lọ lem của bạn Dài. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đến đây cùng với bạn Thị Méo. Tụi mình sẽ vừa kể chuyện vừa múa minh họa. Xin phép được bắt đầu. Ngày xưa ngày xưa, có một cô gái tên là Lọ Lem. Dạ các bạn, tôi là Lọ Lem. Mẹ cô mất sớm, sau đó cha cô cũng qua đời. Vì vậy, cô phải sống cùng với dì ghẻ và hai cô em gái. Tôi cực khổ lắm á. Một mình tôi phải lau dọn nhà cửa, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ. Những lúc rảnh rỗi, cô thường hát cho các bạn chuột nghe. Hôm qua em quét nhà, chuột cắn em gần chết. Trời ơi, giọng hát gì mà thấy ghê quá vậy. Thôi, trao giải nhất cho tụi nó luôn đi. Đừng có hát nữa, thấy ghê quá trời à. Ê méo, được giải nhất vui quá trời luôn. Mà sao khán giả xỉu hết trơn vậy? Ai biết đâu được giải nhất là được rồi, đi về đi. Vậy cũng được. Đi về nha.